Tổ hợp khu căn hộ và văn phòng Green Tower Dĩ An nằm trong khu đô thị Green Square do TBS Land TBS Group đầu tư và phát triển với phong cách kiến trúc hiện đại với quần thể tiện ích thiết kế văn minh. Green Tower nằm trong khu phức hợp Green Square. Đây là một khu đô thị thương mại cực kỳ tiềm năng, cơ hội vàng cho những nhà đầu tư bất động sản và cho người tìm kiếm môi trường sống trong lành, an ninh, tiện ích, phù hợp với yêu cầu tài chính của mỗi gia đình. Vị trí căn hộ Green Square Bình Dương đắc địa, nằm đối diện siêu thị Big C và liền kề trung tâm hành chính của thành phố Dĩ An, Bình Dương. Tổ hợp căn hộ Green Tower khu đô thị Green Square tọa lạc tại lô đất với 4 mặt tiền đường, trục đường chính tại quốc lộ 1K, kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Chỉ cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 17 km. Từ vị trí căn hộ Green Square có thể thuận tiện di chuyển qua các tuyến đường giao thông huyết mạch như quốc lộ 13, quốc lộ 1K, quốc lộ 1A, Phạm Văn Đồng, kết nối nhanh chóng đến thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực như Big C Dĩ An, khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp V-Zip, sân golf Sông Bé, khu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, chợ Thủ Đức, tại Green Square Dĩ An, không gian cây xanh, các công viên đan xen, mặt nước và quảng trường được chú trọng phát triển hài hòa với cảnh quan khu hành chính, khu thương mại, khu giải trí thể dục thể thao lân cận. Cư dân Green Tower Dĩ An sẽ được trải nghiệm những tiện ích đặc biệt như nhà trẻ với khu vui chơi riêng ở tầng 1 và tầng 2. Các khu tập gym cộng yoga được phân bố tại nhiều không gian khác nhau. Khu vực thể dục và thể thao trong và ngoài trời, khu vui chơi trẻ em trong và ngoài trời, dịch vụ ẩm thực và cà phê. Khu vực sinh hoạt cộng đồng và thư viện, dự án căn hộ Green Tower Green Square TBS được lựa chọn đưa vào danh sách những dự án có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng được những tiêu chí khắt khe về không gian sống, phong cách thiết kế. Căn hộ Green Square Green Tower Dĩ An thực sự phù hợp với những gia đình trẻ, những chuyên gia làm việc tại những doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Bình Dương. Ngoài ra, Green Tower được phát triển trên quỹ đất được quy hoạch bài bản trong khu đô thị Green Square và là quỹ đất sạch. Đây chính là những yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc đầu tư và chọn mua ở với bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2023, chủ đầu tư TBS Land đã chính thức khởi công dự án Green Tower thuộc dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Green Square tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đơn vị chủ đầu tư và phát triển dự án căn hộ Green Tower khu đô thị phức hợp Green Square là TBS Land TBS Group. TBS Group với hơn 30 phát triển đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh kinh doanh đa ngành, trong đó có 6 lĩnh vực trụ cột như sản xuất công nghiệp da giày, sản xuất công nghiệp túi sách, đầu tư và quản lý hạ tầng công nghiệp, cảng và logistics, du lịch, thương mại và dịch vụ. Ngoài dự án trên, chủ đầu tư TBS đã triển khai nhiều dự án khác trên cả nước như hệ thống khách sạn 5 sao My House Sài Gòn, sân golf Montgomery Link và nhiều công trình giao thông hạ tầng khác.